dù ở trong căn nhà cũ hay khi đã có nhà lầu, xe hơi, dù là thuở bé hay khi vợ con đề huề thì nam streamer độ MiSi vẫn không thay đổi tình yêu dành cho thú vui sưu tập đồ chơi. Dẫu vậy thì định nghĩa đồ chơi bây giờ cũng đã khác. Năm nay đã 32 tuổi, độ MiSi vẫn không ngừng đam mê với những mẫu mô hình sai lớn, gây ấn tượng mạnh với người xem. Phát cuồng với bảy viên ngọc dòng từ nhỏ thế nên không khó hiểu khi đa số mô hình trong nhà của tộc trưởng đều dựa trên những nhân vật trong bộ chuyện này qua tay của độ misi thú chơi này dường như được lên một tầm cao mới mô hình cỡ bự mới đây thông qua một cuộc thi ảnh cộng đồng game được biết đến một nam game thủ có tên là huỳnh nhân anh khiến cư dân mạng phải trầm trồ với góc chơi game đồ sộ nhiều người còn tự tin dự đoán góc giải trí này của anh chàng có trị giá không dưới một tỷ đồng trong đó chỉ tính riêng các loại máy chơi game như Nintendo Switch, PlayStation, PC, máy thùng, các loại màn hình giá trị cũng đã cán mốc hàng trăm triệu. Không chỉ có dạng máy chơi game đa dạng, anh chàng này còn sở hữu một kho game khổng lồ. Nhiều game thủ ước tính giá trị của kho game này rơi vào khoảng 1 tỷ đồng, trong đó mỗi game bản quyền của Nintendo hay Sony bán già có giá khoảng 60 đô la, khoảng 1 triệu 350 nghìn đồng. Sinh sống ở thành phố New York, một game thủ là nhân viên của cửa hàng trò chơi Ri và L Game. Sau nhiều năm, anh chàng đã có một bộ sưu tập đủ các thể loại game khác nhau, nhiều đến nỗi anh phải sử dụng ngôi nhà cũ của gia đình để biến thành nơi lưu trữ bộ sưu tập. Ngoài những tựa game PlayStation cổ điển, anh chàng còn sở hữu một số máy chơi game cổ điển trị giá cả nghìn USD, bao gồm hệ thống Famicom, Super Famicom, Atari, Nero AS cực hiếm. Tuy nhiên, đáng tiếc thay, anh chàng này lại bị mẹ đem bỏ gần như toàn bộ các máy chơi game cũng như các tựa game mà anh cất ở trong kho. Tệ hơn nữa, nhiều đồ giải trí có giá trị cao như thiết bị nghe nhạc, Madrid, The Gathering, bộ sưu tập truyện tranh hiếm hoi, cũng chung số phận. Theo đó, mẹ anh đã ném tất cả các tựa game PS1 và khoảng 500 tựa game yêu quý vào thùng giác. Tổng giá trị thực tế của phần bị mất trong bộ sưu tập game này vẫn chưa rõ ràng nhưng game thủ cho biết nó vào khoảng 500.000 đô la Mỹ, tương đương với hơn 11,5 tỷ đồng. Ảnh Internet